Tiếp tục chào đón quý vị đến với lại một số mặt hàng em sẽ giới thiệu tiếp sau đây. Hôm nay em sẽ khui hàng chiếc, đây gọi là chiếc âm ly hoặc rề bao cũng được, hoặc là quý vị làm nó làm con đẩy cũng được. Đây là một trong những con âm ly phải nói là nó đáp ứng được cái yêu cầu trị được một số đôi loa khó tính nhất cho quý vị. Con này quý vị có thể, quý vị là tại sao lại nói là làm rề bao được, âm ly được, vì con này nó không có chế độ chỉnh bát tép ở đây. Nhưng mà cái chế độ tự động của nó, đặt chế độ tự động căn loa nó cũng rất là hay rồi. Còn hay hay không thì sau đây em sẽ đánh chính con loa âm ly này với loa này cho quý vị luôn, quý vị biết. Và trước khi để giới thiệu chi tiết về con âm ly này và giá thành thì em mời quý vị đi sang với bản test. Cái bản test này là em, mục đích của em là giới thiệu đến quý vị hai mặt hàng luôn. Một mặt hàng là đôi loa, dòng đôi loa cái gì là status hay cái gì này của anh này. Em đã có clip đây, nó là loa này đây. Đây là đôi loa Tucson hay cái gì đây, loa của anh nhé, quý vị nhìn nhé, loa của anh xịn nhé, bên UK. Đây là dòng loa anh xịn, có một số bác em đã quay clip lên rồi, nhưng một số bác lại hỏi là loa của Trung Quốc hay loa gì. Các bác xem hết clip giúp em nhé, và có cả clip khui hàng rồi. Con loa này, củ loa của nó to bằng chóa luôn, và loa kèn của nó to, nói tóm lại là củ loa con này rất là khủng. Nó tóm lại là cái lõi củ loa với lại loa kèn và loa bát trong này nó chiếm hết cả khoang này luôn. Còn để nó hay không thì quý vị sẽ phải nghe ngỡ ngàng bây giờ. Em khẳng định là nó, cảm giác em nghe nó còn hay hơn tất cả những đôi loa to khác. Cảm giác đây, quý vị hay không quý vị sẽ biết. Mời quý vị vào với bản test. Và em sẽ đánh đôi loa này với con âm ly này luôn. Chính con âm ly đó em đang khui hàng đây. Chính con âm ly đang khui hàng. Mời quý vị đến với bản test và em đánh thẳng điện thoại vào. Đánh thẳng điện thoại vào luôn, không qua cái gì hết. Mời quý vị này. Hết này. Đó. Em không nghĩ là loại hay thế. Bằng danh con. Đánh ở ngoài trời luôn nhá. Không cần trong nhà nữa nhỉ. Tạm dừng chút. Chỉ với 3,8 triệu một đôi loa này, em nói thật quý vị là khẳng định là không có đôi loa nào hay hơn với tầm giá đấy. Không có đôi nào hay hơn với tầm giá loa này nhá. Em khẳng định luôn là không có đôi loa nào hay hơn loa này với tầm giá như vậy. Đấy. Ở đây. Nó là một trong những đôi loa mà em cảm thấy là tầm giá rẻ bèo mà lại hay. Quá hay luôn. Đấy, em đang ghép với lại chiếc âm ly. Đây gọi là âm ly, gọi là đẹp, âm ly được, gọi là đẹp bao được. Quý vị vừa nhìn đấy. Đây, đợi em một phút em ghép lại cho quý vị xem. Nó tuột một cái dây AV ra. Đây, một quý vị vừa nghe với em giới thiệu một trong những đôi loa phải nói là cực kỳ hay luôn nhá. Giá của em là 3,8 triệu một đôi. Quý vị thấy con âm ly đánh quá là hay luôn. Đấy.
này. Đó, nhỏ tí. Da nó bé này. Hết chưa quý vị? À, chỉ với 3,8 triệu quý vị đã có một đôi loa, phải nói là dòng loa này không chê được ở đâu cả. Em đã có clip khui hàng và giới thiệu về đôi loa này rồi. À, tiếp theo hôm nay em sẽ khui hàng để giới thiệu đến quý vị con âm ly, hay con này có thể làm âm ly hoặc để bao được. Con âm ly này model là SEGA SKA 3000. Con này cách đây khoảng 2 năm nó ở trên thị trường bán chỉ có 1,8-1,9 triệu thôi. 1,8-1,9 triệu thôi. Cái đặc biệt tại sao em lại bảo nó là nó đánh được dễ đánh và trị được rất nhiều dòng loa khó tính. Quý vị nhìn này, mên của em nó đây đều là dòng mên của đàn ông nhé, đê non hết nhé, đàn ông hết chưa, tất cả đàn ông hết chưa. Con này nó đánh với lại con 4 con sò STK chưa. Đấy, 4 con sò này rất là to, mà giống sò này thì quý vị biết là chất âm của nó đánh trong sáng và mạnh mẽ, rất khỏe. Được chưa? Đấy, em nó chị với 4 con sò này thiết kế. Đấy. À, bên cạnh là con biến thế nó thiết kế rất là khủng bố. À, để công suất đánh được khỏe hay không nó nhờ con này, hay không nó nhờ con này là rất là lớn. À, và giá của chiếc âm ly cũng như là bao rè này. Đấy quý vị nói thẳng luôn là em nó đánh em chả cần chỉnh gì mà đánh hay như thế, cấy thằng điện thoại vào chứ không phải qua lọc hay là qua một con gì xử lý cả, chưa phải qua giải mã cái gì, em vừa đây em đánh thẳng điện thoại đấy mà nó còn hay như vậy. Thì quý vị đã biết là cái chất âm của con âm ly này như thế nào rồi. À, và giá của con âm ly này là 3,5 triệu. À, 3,5 triệu một con âm ly này nhé. À, giá của một chiếc này, một chiếc SEGA này là 3,5 triệu, 3,000 là 3,5 triệu. À, còn trong này có một con này, con em vừa đang đánh đây này, đây này, nó bị hai vết vận chuyển, nó bị xước đây này. Các bác nào về dán logo gì, khoảng dán logo gì vào đây cho nó đẹp, nó ra đầu dán để cho nó giấu cái vết này đi. À, giảm cho các bác nhé, còn 2,9 triệu riêng con này, 2,9 triệu riêng con có vết có nghĩa là đi vận chuyển này nó kỵ và này, nó mất sơn này. Con này 2,9 triệu riêng con này, 2,9 triệu, còn con dưới này 3,5 triệu, con này 3,5 triệu này, con này 3,5 triệu chưa. Đấy, 35. À, để em ghi luôn, lấy cái bút xóa em ghi luôn đây rồi cho quý vị cho nó thoải mái nhé. Riêng con này em ghi 2,9 triệu là 2,9 này, em ghi giá 2,9 luôn này, 2,9 được chưa. Còn những con này là 35 hết. Nói tóm lại là không hay không lấy tiền. Đấy, nó quá hay luôn, nó là quá hay luôn nhé. À, phía sau của em nó thiết kế với lại hai cầu, em mà quay phía sau cho quý vị, hai cầu loa đấy, không phải một cầu đâu, quý vị nhìn này, em nó là hai cầu loa luôn, hai cầu loa luôn. À, trở kháng của em nó này rất là rộng, quý vị nhìn thấy chưa, 6-16 và một cầu là 12-32 ohm, nên là con này là loa nào nó cũng chiều nhé, made in Japan, được chưa? Chưa, chú quý vị nhìn cái ôm, cái trở kháng của em nó kìa, nó đến từ 6-32 ohm, được chưa? Trở kháng như vậy là quá là dài, quá rộng rồi, nên là loa nào em nó cũng trị, nó không tha một em nào hết nhá. Đây giải trở kháng này, nhìn này, 6-16 và bên kia 12-32, như vậy là nó đánh tất, hầu như đánh hết các loại loa, chả tha loa nào cả, giải ôm. Và giá của một chiếc này là 3,5 triệu. Đấy, em nói luôn, một cách đây khoảng vài năm trước thì 1-2 năm trước thì nó chỉ 1,8-1,9 triệu, 2 triệu. Đấy, cái này là 3,5 triệu này. À, còn cái nó bị hai cái vết này có nghĩa do vận chuyển nên nó bị bong mất sơn đây này. Đây này, 2,9 triệu nhá. Cái này thật ra là quý vị về chỗ này chẳng hạn, quý vị về cắt cái miếng logo tròn dán vào cái mất hết, chỗ này dán logo là xong, nhưng mà cái đây báo 2,9 triệu con này, còn dưới là 3,5 triệu, được chưa quý vị? Đó, toàn bộ clip em vừa giới thiệu đến là quý vị mã loa này với lại con chiếc âm ly. Con âm ly này vừa làm âm ly, làm rề bao, làm đẩy được, tùy thích làm cái gì làm. Đó. Sau đây
quay lại với bản test này, em test lại cho quý vị nghe này một chút này.